Cái gì mà giác này hết buồn ngủ rồi anh ơi, hết buồn ngủ rồi. Em thấy là em hết buồn ngủ rồi, con này nó không có nhỏ đó, nó trắng tư vậy kìa. Đó cả nhà thấy không, nè nè, chỗ cái ngón tay em nè, nó ngẫm luôn hay vậy, nó xẻo hay vậy. Con gì đeo có mỏi cà đầu chăng à, quắt cái câu luôn. Em Sơn xin mến chào cả nhà. Cả nhà hôm nay thấy anh Hùng nguyên hình không? Hôm nay em mới mua cái đèn tối tân luôn. Ba con luôn. Một con, hai con, đây ba con. Đâu đâu anh? Nè, một con nè, hai con nè, ba con nè. Rồi một con nhảy rồi, chụp con này trước đi. Ấp nó đi. Ấp chiều vô nữa kìa. Còn đó. Này lì ra. Bỏ đi, bắt con này trước đi. Rồi vô rồi. Nè. Chào cả nhà. Chói con mắt chó chịu luôn. Tối tâm luôn. Hôm nay mới trang bị được một cái đèn này là đi quay đêm, nghĩa là đủ ánh sáng. Chứ hôm nay là quay nhiều cái cảnh quay đêm mà nó cái hình ảnh không được sáng cho mấy. Đó 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 đó. Sáng quá cho nên em cũng không dám lại gần anh Hùng nữa. Lại gần ảnh mất công làm thân công báo nữa. Cho nên xa xa luôn, anh dễ. Anh dễ úp mày nháy, chứ em đi lại gần nó nháy nhảy trơn à. Nó quá sáng rồi. Sáng có cái lợi này cũng có cái hại kia. Này ít con lên bờ kinh dữ nha. Được chưa? Ê, cái trời trời. Rồi. Đứng tới cái đèn rồi. Rồi. Nhảy luôn xuống ruộng. Rồi, đâm con này. Đâm rồi, nhảy vô hang luôn. Hôm nay thì anh em đi cắm câu cá lóc đêm. Mà cũng có khán giả hỏi tại sao lại mà không đi cắm sớm. Thì anh em ban ngày mất đi quay clip ban ngày á. Rồi cái nói chung là ngày nào cũng phải chuẩn bị quy chéo hết trơn. Cho nên nó là không có cái thời gian để mà chuẩn bị nhá trước. Ở vậy là hai anh em tới cắm câu là đi chụp luôn vậy đó, rồi quay ngang mình móc mồi luôn à. Vô không? Chưa. Mang hết lì quá anh không chịu vô. Ít đúng là ít lì á. Cái này ở dưới ruộng hình như là xả nước khô hết trơn à, cho nên là hình như nhái nó xuống ruộng hết trơn à. À thì lên bờ, đi ngược lại gì đó. À thì nó lên bờ, ra bờ ở, còn nhái thì nó vô ruộng. Nè em gặp nè anh ơi. Nè anh ơi thấy không? Đằng này nè. Đây nè. Đằng này nữa nè, thấy không? Anh ấp đằng kia kìa. Rồi nha. Đây nè, kế bên đây nè. Đó. Đó. Anh. Trời ơi. Cái đèn sáng quá. Đúng là bị đuôi thang nó sáng ngớt người ta vậy đó mà. Ông sao đó, ông gọi rồi không thấy luôn. Gặp nhái bỏ vô. đầu tranh mình ở này mới vừa chặn dạng rồi, hai anh em tranh thủ là bắt xiết đừng mà mình móc mồi chắc ăn luôn hả? Bỏi đâu đó, lậm bỏ vô cho chắc ăn. Gì sao rồi, dính cái giò lậm luôn đi nè, nó đây nè. Nó nơi vậy. Đó ra trên bờ nè. Kìa. Đây nè, thấy nè. Kìa. Đó. Ừ đúng rồi, từ từ zoom lại. Gì chứ cứu à, gì để nhảy vô rồi. Nhảy chưa? Nè, gì nè, đá đít nó nhảy nè, vô. Nè, rồi lùa nó cho vô luôn coi. Vô. Ừ, cái này nó lì vậy trời. Cái này nó lì. Rồi, thoát anh đi.
gì đi. Chặn trước thì chắc ăn ha. Rồi chưa con nó vô chưa? Đây này, thằng này em gặm con nữa nè. Kìa kìa thấy không? Tùm lum chân. Ơ tùm lum đi đi. Rồi nhảy. Nhảy trước rồi. Nó nhảy vô cái đám rau muống này nè. Thấy chưa? Chứ đâu? Nó nhảy mẹ mất tiêu rồi. Đây nè, đây nè, đây nè. Trên này nè, nè. Đây nè, thấy không? Cái này phải ngỡ thật. Ít con. Đúng là ít con thì cũng bộn rồi đó nha, nhiều rồi đó. Tranh thủ hai anh em làm xí xí xiết cần mà móc mồi mới được. Cá nó ăn cũng đa phần là giác càng dạng. Đúng rồi. Mình không có không thì giao bắt nhái. Bắt nhái trước thì nghĩ được một ngày luôn, sau chuẩn bị bắt nhái kịp. Đúng rồi. Còn nghĩ quay á thì không có pin ăn. Mà có pin ăn thì không có nhái. Cực khổ ha. Mấy ớt đúng lì ta. Ở trên này con anh. Rồi vô luôn rồi. Ok ok ok, ta cháy ra. Nó nhảy rồi, nó nhảy hết rồi. Ớt thì nó yếu ha, rồi nhảy vô luôn rồi đó. Khỏi chụp. Qua đây nè, nè nó nè. Con này hơi ốm hay con ớt nữa nè. Sứ mình là bắt ớt cắm câu nha cả nhà. Cái ngược luôn. Báo thiệt chứ. Sứ mình là sứ ếch đó. Kìa kìa kìa, anh thấy nó chạy lông 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 tăng kìa. Kìa kìa, đây nó nhảy kìa. Lẹ lên, lẹ lên. Bắt đi. Rồi. Ếch nó chạy hay quá hả. Kìa kìa kìa, chỗ này nè. Nó vô cái xác cục đất rồi đó, thấy không? Nó núp rồi đó. Bắt tay đi. Lát mình bắt con cho cả nhà xem cận cảnh ếch rồi. Nãy giờ như đào phần mình bắt ếch thôi, chưa thấy con nhái nào chứ. Đâu? Rồi thấy toàn cảnh luôn nè. Đâu? Đâu đâu. Hôm trước luôn nè. À. Đây cho cả nhà xem con ếch ha. Này ếch nè. Hôm trước luôn. Đây em lấy con tay em đục nó vô nha. Ừ. Dít tận nó chưa vô nữa. Thấy thú vị quá. Nó lì dữ lắm. Lì thì chứ ếch nó lì hơn nhái anh ơi. Nhái là chưa gọi tới nó bay mất tiêu rồi. Cái nó tới rồi kìa. Sao thôi nó lại. Thôi anh ơi. Rồi. Nó xuống bằng cái đất lục cục nó hết thấy rồi. Kìa 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 kìa. Đó đó đó. Ừ. Ừ. Vô không? Nó lì nó cả đó đó. Nó nằm im gu luôn rồi. Hình như đằng này em mới thấy nó nhảy vô đây nè. Kìa kìa kìa. Nè 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 nè. Thấy không? Thấy không? Ừ. Thôi bắt tay nó đi. Mấy cái này nó lì dữ lắm. Khổ gì đó. Kìa 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 kìa. Còn kìa. Còn nước kìa. Vô thì không vô. Nó chịu vô. Rồi tao gượt chạy hết khúc. Rồi nhớ ra nữa kìa. Khổ tâm thôi thiệt chứ. Mấy con ếch này đúng là lì thiệt. Nhái ra thì thiệt tình rồi. Xả nước rồi cái là mấy nhái vô lúa sạch xanh xanh hết trơn luôn. Rồi. Ráng cố gắng mà được nha. Đêm nay thấy cái bộ thơm thơm lắm đó. Cái khúc kình này im lắm đó. Cắm chín đi nghĩa cái thơm không con. Còn chưa cắm rồi. Không biết thơm không. Đây đi. Khó khăn. Rồi à, em xin kết thúc cái mà cái hình ảnh mà đi cắm nha cả nhà. Thì chờ tới giấc khuya khuya thì đi thăm thì hai anh em sẽ ghi hình tiếp tục. Chứ bây giờ mà nếu mà quay mà hết trơn cắm hết cái lùn câu này á là cũng mấy tiếng đồng hồ.
giờ khuya rồi, tới giác rồi, khuya khuya giờ hai anh em chuẩn bị đi thăm. Cái con còn mất rồi. Cái gì? Trời ơi, cha anh đàn hả? Bây giờ hai anh em mình tiếp tục tiến hành đi thăm câu ở nhà, đi cắm đầu hòm lắm, giờ phải đi. Giờ nhẹp giờ thành giờ khô gan, mà mũi cắn chết. Rồi lên đường. Cấp mà mình đi cắm ở bên sông với nó táp một bụp bụp đó. Cây đầu tiên xuống chổi mồi thôi chứ sao giờ cây đầu tiên đã như vậy rồi. Ủa, cái cây thứ hai nằm đâu anh? Kiếm thôi. Quá nhảy. Giờ này buồn ngủ quá, mắt như chung mắt chinh. Đây nè. Nhái. Đua mỏi rồi. Còn nguyên luôn hả? Ngon. Này nó còn nguyên. Hết tham. Cây thứ hai không xong rồi. Cần thì hết mồi, cần thì còn nhái không nguyên. Ồ, cần câu. Cần câu. Trời ơi, cây này nó liệt kìa anh ơi. Đi cẩn thận xuống trời. Từ từ để em kiếm chỗ em quay cho nó sáng sủa hình tiết chút coi. Rồi anh kiểm tra nó đi. Mò coi mò vô, nó bị sợ nó quắn gốc rồi đó. Hang lương nó lâu vậy. Gì cầm tay hả? Cá lóc rồi. Nó cầm tay biết cá lóc rồi. Nó quắn vô đó hả? Bự lắm. Thấy ghê chưa? Cá ở trên ái. Nè. Quậy muốn bằng cái mỏ nữa kìa. Rồi trời ơi. Cá này cỡ khoảng 300 gram. Ba không? Trời đó. Nặng ra lúc. Ừ. Một con khai pháo liên tục mấy cây chứ quất. Đầu tiên nha. Con này đầu tiên luôn. Biết cái cây này nó làm sao nè. Tới chưa? Cây này thấy đứng sững à. Đứng sững mà thấy cộng dây câu nó quanh bển hay gì. Kiểm tra coi. Rồi thêm cây nữa hết mồi. Tới chỗ kia cộng. Ui con cá hết. Dính tới con hết rồi. Thôi giờ cấp mà chiều là mình đi bắt ếch là em nghi lắm rồi. Chứ cấp này đi cắm cũng có nói. Đây trường bắt ếch sóc hả? Bắt ếch ếch con á. Cấp nãy ngồi đây một đống luôn á. Làm gì mà không có ếch bố mẹ. Con to nó thôi. Bành trắng nha. Anh ếch bự nè. Cái. Ếch cái hả? Ếch bố mẹ mà. Thì giờ lúa ở đây chừng tháng trước nè. Cái ha. Ừ. Tháng trước là mấy ảnh xả lúa rồi mấy ảnh lên đây mình đẻ nữa chứ đâu. Bởi mấy ếch con cái xèo xèo. Cần nhắn gì nghiệp nghiệp á. Đi tới trước rồi. Đi đây trước đây. Lại nước luôn á. Cây nào? Cây chỗ này đi hả?
Ờ dạ nước thiệt anh ơi. Con nhái còn nguyên à. Anh chơi tôi tại. Đó, táp đó. Đây hả? Cái này còn nguyên à. Ngon lành luôn rồi. Đêm nay với mà mình thăm giấc khuya rồi thêm cái nó mình thăm thêm dạo nữa sáng mình cuốn có lý lắm ạ. Tiếp theo nằm đâu rồi? Tới cây tiếp theo phải không? Thỉnh khùng mà cái cây này còn dữ hơn nữa anh ơi. Đi xuống thẳng thẳng anh. Đi xuống thẳng thẳng. Con này cái dắt quá đứng hả? Coi càng câu rồi cả nhà ơi. Nè càng câu nằm đây nè. Mò cái mò kỹ kỹ rồi. Thấy em gù. Rồi sảy à. Để câu thuốc này không. Trời ơi. Rồi sảy rồi cả nhà. Tiếp tục thôi. Đi hoài thì chán quá. Còn đâu nữa. Cái này quên luôn à. Buồn ngủ con quán gà. Cái này mình phải chết dữ cái ta. Không biết bên kia là gì đèn chết lắm nè. Chết dần. Kệ nó đi. Chết cái nọt cây gì nè. Ở bên đó chừng chỗ mấy cái nhảy đó. Ở đâu? Gì nhắm mắt hoài vậy ông thần? Thấy lượng chết liền luôn á. Kìa. Rồi. Sậy. Quả cho hết mồ quả hết ta. Hết mồi. Chỗ này ngon quá ngon luôn mà. Thiệt tình. Rồi. Chắc muốn ham mất hồ luôn. Cá bự. Cá bự mới được chứ. Mình chẳng kìa. Dính rồi hả? Con cá này bự dữ vậy. Cá này bự bằng ngón trỏ cái luôn đó. Nãy giờ mới có con thứ hai đấy. Quả hoài đi. Con này con cá lóc. Cá này bự dữ ra bằng nó được. Con cá lóc mà không được cây cây công câu mỏi luôn. Cây câu không công luôn. Đứng đó gỡ luôn đi. Cá quá trời bự rồi. Không sợ sảy. Đâu có sợ nó đi đâu. Nhỏ không có cái nữa. Móc mồi dưới chứ không có đào nữa. Rồi tiếp tục thôi. Em đi trước nha. Cái gì nghe ổng ổng như trời. Tới rồi. Tới nữa rồi. Cây này dính nữa đồng ơi. Con ếch. Con quả ếch nó bự kìa. Tôi vô nó ếch cái. Ở xà liền thấy trắng phiếu cái lượng. Ôi giời. Cẩn thận. Cái này tới dập mặt luôn à. Cái bài khó đi. Còn ếch cái. Khó đi mà dính được rồi. Khó là được rồi. Ếch chạy bá lửa luôn. Còn ếch nữa. Mồi chèn hay mồi dính? Mồi chèn. Dính ếch với mồi chèn hay gì. Gỡ. Mồi chèn khó gỡ. Gỡ khó lắm. Ừ. Rồi để em đi tiếp cái trước nữa nha. Nồn quá liếng được hai con à. Hình như gần trước này là em thấy còn nguyên cái gì kìa. Cà lượng cà lượng nữa không biết. Rồi. Con này còn nguyên. Nước dưới này nước lớn rồi. Nhái nó bị giấy anh ơi. Nó bị ngã rồi nè. Lớn từ chưa về rồi. Cái gì mà giác này hết buồn ngủ luôn rồi anh ơi. Hết buồn ngủ luôn rồi. Em thấy là em hết buồn ngủ rồi. Con này nó không có nhỏ đó. Nó trắng tư rồi kìa. Đó cả nhà thấy không. Nè nè chỗ cái ngón tay em nè. Nó ngẫm luôn hay vậy. Nó xẻo hay vậy. Con gì đeo có mỏi nó trà đầu chăng à. Quắt cái câu luôn rồi. Ôi còn sống. Còn hả? Ừ. Rồi xảy rồi. Trời phạt. Chứ ông này không làm hết không. Ồ cá nó đơ rồi ông ơi sợ gì. Sợ gì. Ồ con cá lóc rồi bự hơn cá lóc nãy nữa. Cá nó bự hơn nãy hả?
con này bự ha, cá đen ha. Cái đen mung mung à. Kinh ba vụ con cá đen mung. Nó mung mung à. Cá này cũng ngô luôn. À, nó chảy cho mình liền. Cái này bao sảy luôn á. À. Ê dính chỗ này thôi sảy. Nó móc má đạp. Ê ê ê ê ê ê. Vô rồi. Còn nữa. Vô rồi. Nãy giờ như có mấy bàn cá lóc à. Bàn cá lóc mà có được hai con được, còn con kia bằng món vỏ cái con tính làm bữa, gì? Bữa nhất con á. Với được hai ba hai ếch hả vậy? Hai ếch ba ếch vậy. Hai ba con gì con không nhớ nữa. Để bắt ngay. Để em đi tiếp á. Rồi cái này sảy mồi rồi. Bắt mồi luôn rồi. Ô con nhái nó nhảy rồi mới nhảy luôn. Rồi nhảy xuống tới dưới luôn kìa. Mày thấy số mày đó nha. Hốt luôn. Móc mồi vô luôn. Đó rồi nhảy xong lặn rồi. Thôi em đi tiếp nữa. Tới cây nữa, cây này thấy buồn nữa rồi. Cây này sảy nữa rồi. Cây này sảy à. Kìa cho anh dành đọt câu rồi còn chậm em nữa kìa. Nó quắn lên hai tua luôn. Cây nó chạy. Nè. Nó sảy hoài hả? Lưới câu nè. Nó móc dính cái mép luôn rồi trắng trắng kìa. Ừ, nước nhẹp luôn rồi đó. Khó tham móc lại đi nè. Đúng rồi đó. Cứ liên tục luôn. Dứt muốn hết mồi luôn rồi. Bây giờ khuya rồi, về hai anh em mình làm cái nồi cháo xương xương ăn. Cháo ếch chiếc xương. Được mấy con ếch đó rồi nè, mình làm nồi cháo. Giấc này cũng khuya tầm cứng 10 giờ rồi. Nhưng cứng mà vẫn còn rồi. Tiếng nhạc rồi cả nhà. Ở phía dưới này nè, ở phía dưới này nè, nhà đám cưới hơi xa xa. Không biết có thu được vô trong máy không nữa, thấy cũng sợ cái bị bản quyền á. Này anh Hùng ảnh tiếp tục ảnh làm một cái nồi cháo mà cũng là cháo củ hành tây, hành tím gì tùm lum hết nè. À. Độc lạ hơn cái video mấy video trước. Video trước thì cháo củ hành cá lóc, này cháo củ hành ếch. Đi gây cho. Này cũng nấu cháo củ hành tiếp tục. Thấy ăn thấy ngon. Thấy bổ dưỡng quá thì tiếp tục mình làm tiếp. Ăn này cho bồi bổ sức khỏe dữ lắm luôn á. Giờ dạ mình thức khuya. Công lực dữ lắm. Kìa, nghe cá táp không? Đó. Đi chỗ mình đi chỗ nào cũng có cá táp chứ. Này về bánh xong nhà cũng có luôn. Đây là sông lớn, đây là kinh, kinh này kêu là kinh Cây Dương. Hôm nay em cũng quên giới thiệu, đây là kinh Dầm Sáng Cây Dương á. Này mình chế vô xào ếch trước đi. Để mình thử ha. Thử xào cho ba ếch xăng lên. Sẽ thử ếch với ba cái củ hành luôn hả ta? Củ hành luôn. Trộn vô cái mộc luôn được không? Hay là mình thử cái này xào ếch cho ếch xăng trước. Rồi, cho ếch vô trước ha. Thì mình thăm vào đầu được bao nhiêu ếch nè. Trời đám cưới này quá dữ rồi. Coi tàu gió lại bớt nè. Coi tàu sân ga gì tùm lum mới nè. Gần 11 giờ đêm hát thằng cổn cổn nữa. Về không chịu ngủ ngơi cho chồng quýnh nâu mắt nữa trời xui. Rồi giờ tới để củ hành rồi à. Củ hành. Củ hành mình chào á. À. Chào ớt cho nó ớt với củ hành nó tắm vô một lần một chút. Mà cái nước củ hành này nó ra thấm vô ớt nó thơm thấm vô ớt á, mình nên nếm gia vị cho nó thấm vô cái này là điều rồi. Đầu bỏ nó định ta không bỏ được, bỏ ăn này trước đi. Ai cũng ngon đặc nhiên ai cũng ngon tướng ngồi nấu ăn cũng đeo nghệ quá ha. Ngồi nó ngồi thế đó chứ không phải ngồi để mà ngồi chảnh nha cả nhà. Ngồi che gió, ngồi để che gió. Ở dưới sông có gió, chứ còn ở trên bờ hầm lắm. Lúc này mưa ầm ầm vậy đó mà hầm là hầm à. Ôi, nhìn thấy bắt đầu bắt mắt rồi đó. Anh Hùng làm mà cái gì mà không ngon.
củ hành tây với chậm ấy lắm nha. Để nó cho chậm mà chậm chín lắm đó. Rồi bà đưa cho cháu mềm mà bà. Đúng rồi. Nó vậy đó. Rồi đợi cho nó tắm củ hành thôi, cái củ hành. Quá ngon rồi Sơn ơi. Cái này mà chờ đợi cháu mới chín cái nữa rồi thổi vô một cái. Giờ mình nhắc xuống đi. Nhắc xuống đi rồi mình sẽ nấu cháo ra. Cái nồi cháo lên. Nồi cháo cháo sôi lên đi rồi nó như đi rồi mình để vô luôn không? Ừ. Rồi tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi bằng hai cánh một. Cháo sôi lên rồi đó. Ừ. Dần lắm. Giấc này càng về khuya mấy anh chơi đám cưới hát gồng á, mấy anh chị chơi đám cưới hát quá lớn rồi. Gồng càng ngày càng gống xa luôn rồi. Dần xa quá. Dân miền quê mà giờ quá đám cưới hát quá. Chút nữa thì thôi công an luôn à. Ừ đi thưa đi. Ai xử đám tám tiệc mà. Thôi ai thử anh xử. Rồi cái này là mình nó trôi lên. Mình nêm nếm vừa cho nó vừa ăn rồi cái là ok. Đúng rồi. Thử ra vừa ăn chưa? Chưa đâu, vừa cho nó trôi lên cái nữa. Cho nó sôi ha. Đêm khuya mà gặp cái nồi cháo ngu nhút khói. Được chưa anh? Vừa ăn chưa anh? Thiếu muối. Giác này à. Giác này đám cưới tưng bừng luôn rồi. Tưng bừng rộng rã luôn. Để vô miếng muối dằn lại cho nó vừa ăn ha. Hơi bị lạc ha. Hơi bị lạc muối, thiếu muối. Nồi cháo này hoành tráng nha, nồi cháo này bán tô 50 ngàn nha. Có ai mua không? Vợ vợ lên coi đùi anh ơi. Đùi anh chắc hết trơn. Đó, lên đùi hết rồi đó. Đó. Quá ngon, quá ngon. Này cũng được mớ ếch gì đó. Chưa được hoành tráng không? Ếch còn thì yếu. Mình nhắc xuống nha. Anh em mình ăn cỡ nhiều hành à, chứ không có ăn nhiều. Một nắm à. Ủa sao kỳ lạ cái này cái ngón mà không có cái móng. Nhờ vậy đó. Nó có lại lắm đó cưng. Đây, tới cái này là ôi cái chén muối thần thánh. Bóc miếng muối lụm coi. Đẹp không? Đẹp không? Ừ. Này mình trái này trái hạnh đại gia đình chứ không có chanh nè. Hạnh cũng thay thế chanh đi được ngon bao thơm lắm chua. Ừ rất ngon rồi. Bán tô cháo đi rồi từ từ đi chủ quán ơi. Ơi từ từ đi khách ơi. Được một gói chí hết trơn rồi. Người ta kêu bán mà nó chưa từ từ chủ quán ở đâu. Ôi, nửa tô thôi nha, bán mình nửa tô thôi, bán nhiều quá không có được. Bán cho lỗ luôn coi. Đó. Đúng đi. Còn ở đây thì cái này mình gắt hành lên đúng không ta? Ai ăn mới gắt. Ai ăn mới gắt được không? Rồi, có tiêu không? Không. Quên rồi, quên chuẩn bị tiêu rồi. Rồi, tôi đợi hấp sau đi. Tiêu thì ớt. Ớt nhóc cho ngã tiêu chứ. Chân nè. Để nó ở chân lắm. Vớt ớt rồi nè, ấp lên nè. Trời ơi, có gì đâu không biết nữa. Rồi. Tô này giá trị nhiêu đây? Trả giá đi. 50k. Cho trả giá đó 50 phải không? Không bớt, không mất, không rẻ đâu, không bớt đó. Thôi ơi, giờ tới anh Hùng nè. Ngon ha, ngon ha, ớt không luôn. Mình ăn ớt không có được cả nhà, chúng ta thông cảm. Ăn ớt không được là nhiêu đó. Thông cảm vậy. Trọng lên. Trọng đàn thấy ớt. Rồi bây giờ thì mời đại gia đình dùng anh ơi. Dạ, cái này phi là đói bụng lắm rồi đó. Công đoạn cuối cùng nè.
Dạ không biết mời gì ha. Chấp cái đùi đi. Ừ đúng rồi, cái gì nói mình trước hết mình mời thì cầm cái đùi cho nó hợp lý hơn, ngon nhất là cái đùi. Quả gồng đám cưới. Hy vọng là đừng có dính bản quyền. Mời cả nhà ăn từ ếch nấu cháo củ hành. Ăn ếch ở trong củ hành mà còn thêm nghe được nghe nhạc nữa, thưởng thức nữa. Ngon báo cháy bù chét luôn. Mời cả nhà. Ăn thích dữ là nóng mà. Mày nhạc luôn. Ngon ha. Rồi bây giờ ăn đi rồi cho em một cái bình luận về cái món này coi. Không biết nói gì hơn. Quá ngon. Ủa anh làm anh khen ngon luôn à? Đúng rồi. Mình làm mình khen ngon người ta mới ăn nhiều. Đã nha. Dịch dịch tiền không? Dịch. Bây giờ bữa nay tính ra hai anh em mình được cái nồi cháo ếch này là cũng im ha. Nhờ. Đi ngay gan cái đường kinh đó. Nhờ mấy con ếch nhỏ. Mấy ếch nhỏ mới có đổi lại được ếch bự. Ếch bự cá lóc. Rồi cái này dính cá lóc khỏi mừng cái luôn. Tiễn đồ sảy vậy. Đây là dính quăng quăng. Được ba con. Ba con mà con bự nhất luôn. Con bự chúa chùm lớn vậy nè. Giò cải. Chúa chùm luôn á. Cái cây câu mà nó không cong luôn. Này đi mình cắm thì đúng là mà không không có nhái cắm luôn, toàn là ếch không. Ếch được ếch, hai, ếch, được ếch, hai ba con nhái nữa không? Được hai ba nhái nha. Bởi vì hàng chi vô cái đường nó phải vô ếch rồi phải à, dính ếch. Ếch còn nhóc chân ếch mẹ ếch bố còn. Bởi vậy. Ếch còn cái đó là chắc như ếch bố ếch mẹ là còn nguyên đó chứ đâu. Mình nói chung ra. Hôm trước mình ếch dữ lắm. Cả nhà về dưới mình đi trải nghiệm đi, cả nhà sẽ biết cái đường đẹp nó nào. Nó là lộ nó nhảy cần lần cận nha. Mình chơi tre mình còn cán hết được á. Không ở đó thiệt thịnh luôn á, có mà. Ếch này nè, thiếu gì. Ếch ếch con nãy bắt như là nãy mình là cho ghi hình cận cảnh luôn. Tiền bạc mình không có cho ếch là đầy. Mà là ếch thế nào ngay hên xui nè, nhầm bữa bắt được nhầm bữa bắt không. Nhầm bữa đúng rồi, nhầm bữa trời nắng bắt được trời mưa nghỉ. Thấy gì chứ không phải gì đâu, thấy nó nhiều chứ không phải vậy. Ngoài trời mưa anh bắt được, có ít hay nhiều cũng có mấy có ít, là anh bắt hàng chuột á. Quá trời ngon. Dắt về húp mua bó xá hên hùng anh húp rồi. Còn nghe nhạc nữa chứ, được nghe nhạc là thì thầm sướng cái tai. Chuyện nóng á, chuyện của bao tử lỡ, mà chuyện ngon là chuyện của mình. Ăn tiếp. Dạ tiếp tục. Múc thêm nữa nè, nồi cháo này là tới sáng là hai anh em vừa ăn được cái vào sáng nữa. Còn một đống luôn hay không? Còn nữa nồi á. Ếch này ở đây là ăn không bao giờ hết ếch nổi. Nó. Ôi đó, vô. Cái đùi này bự quá bỏ lại đi. Rồi để vớt đi. Không. Tôi thích ăn đùi nhỏ, tôi không thích ăn đùi bự. nóng quá, với ếch gì thì rồi thôi. Gạt vô. Cứng khờ ha. Ha. Ếch ớt quá. Ăn ớt không có được. Quậy lên đàn ớt không à. Thôi chụp ra. Kia kia kia. Ngon. Hy vọng đây tới sáng rồi sẽ dính được một mớ nữa. Để trời sáng dính ếch cá lóc nhiều dính ếch nó ngán ếch cũng lắm rồi. Ban ngày đã đi gặp ếch rồi. Còn ngán rồi, cái ban đêm. Ban đêm còn dính ếch nữa. Dính cá lóc rồi, coi tiền nhiều hơn ếch. Rồi đại gia đình ơi, em xin kết thúc video tại đây ha. Giờ hai anh em mình ăn rồi kiếm chỗ ngủ rồi tí gần sáng thầm vào sáng coi có kết quả gì thì tính sau. Cả nhà còn xem còn không có kết quả thì mình biến luôn. Rồi. Bye bye. Chào cả nhà. Quá giờ này nhạc quá hát rồi.